Về mặt pháp lý thì hiện nay đang có 3 loại hình thức đăng ký kinh doanh qua mạng online, bao gồm các hình thức như bán hàng online nhỏ lẻ không cần đăng ký, bán hàng online vừa bằng hình thức đăng ký kinh doanh cá thể, bán hàng online bằng cách thành lập công ty. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về thông tin giấy phép kinh doanh qua mạng online thì hôm nay công ty luật ACC sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây để quý vị đưa ra các quyết định về cách sự lựa chọn phù hợp nhất. 1. Loại hình đăng ký kinh doanh qua mạng online. 2. Hình thức đăng ký giấy phép kinh doanh qua mạng online. 3. Thành lập công ty để bán hàng qua mạng online. 4. Các ngành nghề kinh doanh và mã ngành để bán online. Bán hàng online nhỏ lẻ không cần đăng ký. Đây là hình thức được nhiều người lựa chọn gần như là nhiều nhất. Hình thức này phù hợp với điều kiện và môi trường kinh doanh của các cá thể mới bắt đầu vào nghề. Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng những ưu, nhược điểm để tạo nên sự phát triển của hình thức này như sau. Vì hình thức mở hàng bé tại các lĩnh vực trực tuyến trên các trang mạng xã hội, nên người lựa chọn hình thức này sẽ không phải đăng ký các loại giấy phép với các cấp của cơ quan chức năng. Lựa chọn loại hình này sẽ chỉ phù hợp với các đối tượng chưa có nhiều vốn, chỉ có thể cung cấp vào một số loại hàng hóa cơ bản, như loại hàng hóa đó sẽ chỉ cung cấp cho các đối tượng cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời. Một cái lợi mà khi lựa chọn hình thức này là không cần phải khai báo về lĩnh vực thuế cho bộ phận cơ quan chức năng nhà nước. Theo mặt lý thuyết thì khi các bạn lựa chọn hình thức bán hàng kinh doanh, dù bé hay lớn, thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu trong trường hợp này bạn không đăng ký giấy phép kinh doanh thì bạn sẽ bị đưa vào tội trốn thuế nhà nước. Theo khảo sát gần đây của chúng tôi được biết, có một số trường hợp bán hàng online trên Facebook bị bắt phải có giấy phép kinh doanh thì mới được tiếp tục lưu hành. Như vậy, khi các bạn đã đưa ra các lựa chọn bán hàng theo thời gian dài thì việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể online là hoàn toàn cần thiết và hợp lý. Hình thức bán hàng của các bạn có các yếu tố như chỉ bán các loại hàng nhỏ lẻ, những lô hàng hóa không nhiều, có ít nhân viên và chi nhánh phục vụ thì hình thức đăng ký kinh doanh trong trường hợp này là hình thức đăng ký kinh doanh cá thể. Loại hình thức đăng ký kinh doanh cá thể là một hình thức đang được công nhận đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi bạn đang sinh sống và hoạt động. Các cách tính thuế sẽ được các cơ quan chức năng khoán từng kỳ theo doanh thu mức đoán trước của bộ phận chức năng áp lên. Loại hình đăng ký giấy phép kinh doanh online này có một nhược điểm mà các bạn nên chú ý, đó là sự lằng nhằng về mức thuế thu nhập theo kỳ. Bộ phận cán bộ có quyền đưa ra một mức thuế để áp lên doanh thu của từng hộ kinh doanh, bởi vậy đó sẽ là trường hợp khó khăn từ các bộ phận cán bộ. Căn cứ theo quy định tại Điều 42, Nghị định 01/2020 thì người dân có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Bước 1. Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống. Bước 2. Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc gắn chữ ký số vào tài khoản. Bước 3. Tài khoản thanh toán điện tử. Trong trường hợp này, các bạn đang đầu tư để bán hàng online trở nên mức chuyên nghiệp để xây dựng các website bán hàng có nội dung bài bản cụ thể. Những khách hàng tiềm năng nhất có thể là các cá nhân, doanh nghiệp hoặc thậm chí là các cơ quan của nhà nước. Khi xuất hàng, tất cả đều phải xuất hóa đơn nên việc lựa chọn loại hình thành lập công ty là hợp lý nhất. Lựa chọn loại hình đăng ký kinh doanh này, các bạn sẽ phải có những bản khai báo thuế cụ thể theo hàng tháng và các bản báo cáo tài chính vào cuối mỗi năm. Để có những bản báo cáo đầy đủ thì bạn cần phải thuê kế toán riêng cho công ty. Có hai mã ngành đăng ký kinh doanh trực tuyến bắt buộc, đó là đầu tiên theo mã ngành 4791. Đây là mã ngành bán lẻ hàng mà được đặt hàng qua online của website trên mạng Internet. Nhóm này cần thiết có các hình thức tiêu chí như bán lẻ qua lĩnh vực bưu điện, đấu giá qua mạng Internet hoặc bán hàng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông khác như báo đài, truyền thông hoặc điện thoại. Thứ hai là mã ngành 4799. Đây có thể được coi là hình thức chưa được phổ biến trên thị trường. Ngoài ra, nếu muốn kinh doanh các loại mỹ phẩm, nước hoa hay quần áo thì mã ngành phù hợp nhất là 4669. Bên cạnh đó, một loại hàng hóa giày dép, các loại vải may sẵn thì mã ngành nên chọn là 4641. Trên đây là những thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến các bạn về hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh qua mạng online. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.